Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, một trong những tập đoàn kinh tế mạnh là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN báo lỗ 26.235 tỷ đồng trong năm 2022, đang làm nóng dư luận lẫn nghị trường Quốc hội. Trước sự chất vấn của đại biểu Quốc hội lẫn áp lực từ dư luận, đại diện ngành điện đã giải thích việc làm ăn thua lỗ, song giới chuyên gia cho rằng vấn đề của EVN cần nhìn rộng hơn, không chỉ dừng lại ở khoản lỗ nói trên. Bởi với cơ chế quản lý và vận hành hiện nay, con số thua lỗ này của EVN trong những năm tới sẽ không dừng lại. Nhận xét về con số 26.000 tỷ đồng thua lỗ trong năm 2022 của EVN, một chuyên gia kinh tế cho rằng đây vẫn là điệp khúc cũ về thua lỗ của ngành điện. Điểm khác duy nhất ở đây là 5-6 năm trở về trước, EVN liên tục kêu lỗ do đầu tư ngoài ngành, dẫn đến rủi ro mất vốn. Giờ đây, dù đã thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực ngoài ngành, tập trung vào kinh doanh lĩnh vực điện, EVN vẫn lỗ. Còn nhớ trong giai đoạn hơn chục năm về trước, có thời điểm công ty mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài lên đến trên 121.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty mẹ chỉ gần 77.000 tỷ đồng, tức vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng. Việc này không chỉ vi phạm quy định của Bộ Tài chính, mà điều đáng nói với số vốn đầu tư ra ngoài khổng lồ này, EVN đã không thu được đồng lãi nào, mà lỗ đến 2.195 tỷ đồng. Để bù số lỗ này, EVN gán vào người tiêu dùng bằng giải pháp tăng giá bán điện. Trước việc làm ăn bết bát trên, chính phủ đã yêu cầu EVN phải gấp rút thực hiện việc thoái vốn đầu tư khỏi các lĩnh vực ngoài ngành. Nhưng cũng phải đến năm 2020, EVN mới thoái vốn hoàn toàn khỏi đầu tư ngoài ngành. Với việc bán 2,65 triệu cổ phần ở công ty tài chính cổ phần điện lực EVN Finance để thu về hơn 46 tỷ đồng. Câu chuyện thua lỗ của EVN ngỡ như chấm dứt khi đơn vị này tập trung đầu tư kinh doanh lĩnh vực điện. Vì thế, việc báo lỗ hơn 26.000 tỷ đồng đã khiến dư luận không khỏi bức xúc cho rằng dây lỗ của EVN vẫn chưa dứt, vẫn kéo dài triền miên. Trong công văn trả lời đại biểu Quốc hội chất vấn và thông tin đến báo chí dư luận, đại diện EVN cho rằng giá bán lẻ điện bình quân bán cho khách hàng sử dụng điện theo biểu giá điện do chính phủ quy định thực hiện trong năm 2022 là 1.882,73 đồng trên 1 kWh. Trong khi đó, giá thành mua điện từ các nhà máy điện, bao gồm cả chi phí truyền tải, phân phối bán lẻ phụ trợ là 2.032,26 đồng trên 1 kWh. Vì vậy, mỗi kWh bán cho khách hàng, EVN lỗ 149,53 đồng 1 kWh. Tính chung cả năm, EVN lỗ gần 36.300 tỷ đồng. Nhờ có thu nhập từ các hoạt động khác liên quan tới sản xuất kinh doanh điện hơn 10.000 tỷ đồng, số lỗ tổng hợp năm 2022 của EVN hơn 26.235 tỷ đồng. Theo EVN, giá thành mua điện từ các nhà máy điện bán tới khách hàng bao gồm giá thành các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ, phụ trợ. Trong đó, giá thành phát điện chiếm tỷ trọng chủ yếu. Năm 2022, giá thành phát điện chiếm tỷ trọng 83,6%, truyền tải, phân phối, bán lẻ và phụ trợ chỉ chiếm 16,4%. Do các thông số đầu vào, khâu phát điện tăng đột biến do nhiều nguyên nhân làm giá thành phát điện tăng mạnh từ 1.506,4 đồng 1 kWh năm 2021 lên 1.698,45 đồng 1 kWh năm 2022. Trong khi đó, các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVN sản xuất với sản lượng chỉ chiếm 20% tổng sản lượng điện năng của hệ thống, với giá điện bình quân 859,9 đồng 1 kWh. Chính vì vậy, EVN cho biết đã phải mua 80% sản lượng điện năng còn lại từ các nhà máy điện độc lập, theo các hợp đồng mua bán điện và giá điện được nhà nước phê duyệt, với giá điện bình quân là 1.757,5 đồng 1 kWh, chưa bao gồm chi phí truyền tải, phân phối bán lẻ phụ trợ. Thêm vào đó, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, EVN còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, chính phủ giao trong đầu tư lưới truyền tải, mạng lưới bán điện đến vùng núi, hải đảo và bán thấp hơn giá thành để góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm. Trong phần giải thích của đại diện EVN có chi tiết hợp lý là chi phí phát điện tại Việt Nam chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu giá thành. Trong đó, phần lớn là các yếu tố chi phí biến động như giá nhiên liệu tăng, chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với các khoản vay đầu tư và nhập khẩu điện. Trong khi đó, giá bán lẻ điện đến khách hàng sử dụng điện được xây dựng căn cứ theo chi phí sản xuất, kinh doanh điện của từng khâu. Hay nói cách khác, giá điện được xây dựng từ các yếu tố hình thành giá nên cũng chịu ảnh hưởng từ sự biến động trên. Nhưng vấn đề thua lỗ của EVN bất thường ở chỗ là cùng khâu phát điện nhưng các doanh nghiệp không thuộc EVN lại có kết quả kinh doanh rất khác. Căn cứ vào thông tin công bố của các doanh nghiệp sản xuất điện niêm yết trên thị trường chứng khoán, có thể thấy hầu như không doanh nghiệp nào thua lỗ, dù đó là công ty nhiệt điện, than và khí, những nhiên liệu có giá tăng rất mạnh.
Trong khi đó, EVN với lợi thế nắm trong tay năng lực thủy điện rất lớn, hầu như không bị tác động bởi việc tăng giá than, khí và dầu, vẫn thua lỗ. Vì thế, hàng loạt câu hỏi cần làm rõ đối với EVN. Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, tiến sĩ Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế cho biết, con số lỗ của EVN đưa ra có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Bởi lẽ, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy năng suất lao động của ngành điện cao gấp 17 lần năng suất chung của nền kinh tế. Điều cần lưu ý ở đây là năng suất lao động được tính bằng giá trị tăng thêm chia cho số lao động. Giá trị tăng thêm cơ bản có hai yếu tố tạo thành là thu nhập của người lao động và lợi nhuận trước thuế. Như vậy, năng suất lao động của ngành điện gấp đến 17 lần năng suất chung của nền kinh tế là do giá trị tăng thêm của ngành điện quá cao. Điều này cho thấy điện không thực sự lỗ, hoặc lỗ là do thu nhập của những người quản lý ngành điện quá cao. Tiến sĩ Bùi Trinh cho rằng, doanh nghiệp nhà nước trong đó có EVN được lập ra với mục đích để làm lợi cho nhà nước, cho nhân dân. Vốn của các doanh nghiệp nhà nước này là vốn của nhân dân, nhưng khi quản lý yếu kém hoặc vì lý do gì khác gây ra tình trạng thua lỗ, nhân dân lại phải chịu qua việc tăng giá bán điện. Như vậy là quá bất hợp lý. EVN cần phải có một cuộc đại phẫu để thay đổi về cơ chế quản lý lẫn cách vận hành. Tình trạng cắt điện vẫn diễn ra tại nhiều khu vực dân cư ở các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mất điện. Từ ngày 10 tháng 6, đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Công Thương bắt đầu thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan về nguồn cung điện. Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng, vấn đề truyền tải điện, thực hiện huy động các nguồn năng lực tái tạo chuyển tiếp. Trước đó, trả lời báo chí về khoản lỗ của EVN, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, hiện Việt Nam đã vận hành thị trường điện cạnh tranh với 3 cấp độ, trong đó thị trường phát điện cạnh tranh vận hành từ tháng 7/2012. Như vậy, EVN sẽ mua các nguồn điện có giá thấp đến giá cao, tức là nhà máy phát điện nào chào giá thấp trên thị trường được huy động trước, giá cao sẽ huy động cuối cùng. Do đó, các nguồn từ thủy điện, than, khí, dầu, năng lượng tái tạo đều bán hết cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVN hiện là nơi mua duy nhất, đóng vai trò mua hộ, phải mua với chi phí đắt đỏ, trong khi giá bán điện tới khách hàng do nhà nước điều tiết, ông An nói. Điều này đồng nghĩa giá vào theo thị trường, còn đầu ra bị khống chế, không theo thị trường, là lý do khiến EVN lỗ. Thực tế này tạo nên khó khăn cho EVN khi có vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong khi đó, lý giải về việc các công ty con đang có hàng ngàn tỷ đồng gửi ngân hàng, EVN cho biết cần xem xét con số gửi hàng chục nghìn tỷ với số dư nợ ngắn hạn khoảng 60.045 tỷ đồng tại cùng thời điểm của các công ty thành viên. Theo EVN, các khoản nợ ngắn hạn trên cho thấy số nợ vay tại các đơn vị là rất lớn, nhu cầu trả nợ gốc và lãi vay trong năm rất cao, đòi hỏi các đơn vị phải duy trì số dư đủ trả nợ đến hạn nhằm đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay thời gian tới. Thống kê từ Dân Việt cho thấy, tính đến 31 tháng 12, 2022, trong 14 công ty con của EVN, được khảo sát ghi nhận khoản trữ tiền mặt ở khoảng 41.503 tỷ đồng. Trong số này, có tới một nửa ghi nhận số tiền mặt lên hàng ngàn tỷ đồng. Đơn cử như Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ghi nhận 10.590 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phát điện 2 có 8.178,5 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, Tổng Công ty Phát điện 3 có 5.565,3 tỷ đồng, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia có 3.667,7 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội có 4.945 tỷ đồng, Tổng Công ty Phát điện 1 có hơn 2.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh không mấy thuận lợi, kinh doanh có chiều hướng đi xuống, khoản tiền nhàn rỗi của các công ty này cũng bốc hơi mạnh. Tính tới cuối năm 2022, tổng trữ tiền của 14 công ty được khảo sát hụt khoảng 5.000 tỷ đồng, tương đương giảm 10,5% so với đầu năm. Các công ty ghi nhận mức tiền mặt giảm đáng kể như Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia giảm gần 2.479 tỷ đồng, giảm tới 40,4%. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giảm hơn 2.300 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm 2022. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội giảm 810 tỷ đồng, giảm 14,2%. Tổng Công ty Phát điện 3 giảm 940 tỷ đồng, giảm 14,4%. Tổng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PPC giảm 992 tỷ đồng, giảm tới 87% so với đầu năm 2022. Tuy nhiên, cũng có những công ty cá biệt khi trữ tiền tăng vọt đi ngược xu hướng chung. Đơn cử như Tổng Công ty Điện lực Miền Trung có mức trữ tiền tăng cao nhất 29,7% so với đầu năm 2022, 3.864,2 tỷ đồng. Tổng Công ty Phát điện 2 tăng 21% so với mức 6.765 tỷ đồng đầu năm 2022. Tổng Công ty Phát điện 1 tăng gần 11%. Mặc dù có khoản tiền nhàn rỗi lớn, nhưng đáng lưu ý con số này chẳng thấm tháp gì so với khối vay nợ khổng lồ trong hệ sinh thái của EVN. Dữ liệu cho thấy, tính tới cuối năm 2022, khoản nợ vay của 14 công ty con EVN ở mức hơn 240.000 tỷ đồng.
Dù con số này đã giảm khoảng 7% so với đầu năm, nhưng vẫn gấp tới 6 lần so với trữ tiền tại cùng thời điểm. Các doanh nghiệp có mức vay nợ khủng có thể kể đến tại thời điểm cuối năm 2022 như Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ghi nhận mức 50.954 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng công ty Phát điện 1 giảm 20% so với đầu năm xuống 41.910 tỷ đồng. Vay nợ Tổng công ty Phát điện 3 giảm 9,3% xuống 40.498,5 tỷ đồng. Tổng công ty Phát điện 2 giảm 13% xuống 18.413 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Đông Anh giảm 26% xuống 9.997 tỷ đồng. Dữ liệu ghi nhận cũng có một số doanh nghiệp trong năm 2022 không vay nợ như Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PPC, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 TV4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho rằng tác động của việc tăng giá điện 3% đến người dân và doanh nghiệp rất nhỏ. Mức tăng trên thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công Thương trước đó. Từ tháng 11 năm 2022, tiền điện gia đình của nhà ông M, quận Thanh Xuân, Hà Nội luôn ở mức xấp xỉ 1 triệu đồng một tháng, cao điểm lên đến 1,4 triệu đồng. Mặt bằng hóa đơn tiền điện cao hơn nhiều so với cùng kỳ mọi năm, dù chưa vào cao điểm hè. Ông M lý giải, con trai mới lấy vợ, nhà có thêm người. Bên cạnh đó, hầu hết thiết bị trong nhà đều được chuyển sang sử dụng điện như bếp điện, máy sấy quần áo hay nồi chiên không dầu. Trước diễn biến giá điện tăng 3%, cộng với nền nhiệt hè năm nay được dự báo ở mức rất cao, ông mở lo lắng trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Tiền điện mà gia đình ông, 5 người lớn phải trả có thể lên đến 3 triệu đồng một tháng. Đây là số tiền điện phải đóng cao chưa từng có và sẽ ảnh hưởng nhất định đến chi tiêu trong gia đình của ông M. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.